Xin chào anh Sóc Bom Bo nha, 1, 2, 3, vô. Đó. Đó, hay quá. Ở đây thấy cái kiểu giống như là phải có bàn tay con người nhỉ, giống như từng khối xếp vào. Có khi nào người thời xưa người Chăm Ba người ta xếp không? Nó không giống bên cạnh được mình, cái con nó như con bún mà nó không phải con bún mà nó trơn trơn. Bây giờ anh em đang trên xe đi đến Gành Đá Đĩa ở Tuy Hòa, Phú Yên. Đây cũng là một trong những cái địa điểm du lịch mà nó mới nổi lên trong những năm gần đây, của giới trẻ đến đây chụp hình, livestream rất là nhiều. Bây giờ anh em mình cùng đi khám phá coi như thế nào, có gì hấp dẫn không nha. Đây đều cổ mã đây nè. Nhiều hâu rồi, nhiều hâu rồi. Tính bữa nay mẹ bây giờ là anh sắp xếp đi sàn lại ngoài này. Bây giờ anh em bắt đầu đi lên đèo cá. Đây rừng đầy luôn, cái rừng cái thích, ông thích đi đèo cho nó đẹp, tụi con không có đi hầm. Bảy đầy luôn. Bây giờ lên đây với em chị sẽ. Anh em đang dừng lại trên đèo cá rửa xe tí. Cảnh đèo cá đẹp quá. Cây thịt heo đó đúng ra là em, lúc lấy về là em chưa chỉnh một lần nào. Là cái ngày anh nghe là ngày đó là ủa, cho nó đẹp thôi. Nguyên một cái khối đá lớn nó nhô ra đường. Là đó, lúc em đi xuống em bắn vào chỗ anh đứng coi là bắn là diễn đầu tiên á, nhà đầu tiên cảm anh á. Để chưa có chỉnh gì luôn á, để là phải nhiều nhặt kinh ngắm lại. Nhặt kinh ngắm rồi cho nó chuẩn lại. Ôi, chỗ này cũng đẹp. Cục đá nằm chốc bước trên đỉnh núi đẹp thiệt chứ nhỉ. Bữa nào anh lên đó anh khắc tên anh mới được, khắc cái tên anh mới. Rất rõ luôn. Em đi sao mà rất rõ luôn ra. Tích cái còi lên bạn cho bạn. Tới thành phố Tuy Hòa rồi đây. Xe Hồ Chí Minh. À xã An Ninh Tây. Đợt gì Bình Định giao lưu với ông anh, ông trang thử thịt nướng ngon. Ủa vậy hả? Ngon lắm. Cây ngon hơn cu nhiều. Ủa vậy hả? Cây. Trời ông mày đẹp ghê. Đây cũng như là đẹp bét của thiên nhiên mà nó sâu đường. Gành Đá Đĩa quẹo trái 4 km hả? 4 km. Trời ơi dữ hả? Xa dữ ta. Trong biên cương hẻo lánh, đường đi lên này cũng đẹp quá ta ha. Lên dốc đèo quanh cua. Thôn Văn Hóa Phú Hạnh. Tới rồi. Chạy ra cuối đường luôn. Đóng cửa nghỉ chờ queo hết rồi. À nó có mà đóng cửa không, có vô được không nhỉ? Có mua ví mày, có mua ví vô được. Có vô được không? Mua ví, mua ví. Để xe ra đây, để xe ra đây. À 20.000 một người vá.
À, rã bèo, gành đá đĩa. Đây đắt quá, dân địa phương nó không đi nhé. Có sơ đồ tham quan nè. Như hôm nay mình đến cái gành đá đĩa đây là bây giờ là 5 giờ kém rồi. Nhưng xa quá, chạy từ trong kia ra xa quá cho nên là trễ. Mà như là chỉ có 4 anh em mình thôi, không có ai hết trơn. Vẫn tôm, vẫn tèo. Ở đây trồng cái dây nè, nó thòng cái rễ xuống đẹp nha. Hay quá. Rồi, cảm ơn em, hay quá. Chơi bản nữa bà. Chơi bà gì mà cho nó sung sung lên tí. Tiếng chạy trên shop bombo đi em. Rồi, chơi đại đi, quen cái nào quen anh nhắc cho. Có thằng em nó chơi nhạc đây mà. Tiếng chạy trên shop bombo nha, 1, 2, 3, vô. Đó. Đó, hay quá. Quên à, nó không sao, vậy là hay lắm rồi. Rồi cảm ơn em. Cái với anh kiểu vậy như anh cái độ sâu lâu quá bị hôn. Rồi anh cảm ơn em. Rồi rồi cảm ơn em gái, đánh hay quá. Đá mà hay ghê. Rồi đây đây đã Tuấn ơi, tí nữa rồi qua cho. Hồi xưa là đàn đá. Đẹp lắm. Ở đây đá nó sắp ra đẹp nha. Wow. Ghê nha. Những hiện vật của chiến tranh, bom đạn là gì đây nè. Phải lên. Đâu có đường đi. Ủa, đi đây đâu được. Ở đây phòng trưng bày những hiện vật của chiến tranh. Đi đường nào? Đây khu du lịch gần đá đĩa này. Cả năm nay bị Covid cho nên rất là điều hiu. Ôi, nhìn rất là điêu tàn, nghĩ chẳng có ai đến cả. Đối diện đây nè, đứng ngay đối diện này. Thấy đâu, thấy người bự không?
đá như ai sắp á nhỉ, đẹp quá. Lõn đẹp, lúc này hoàng hôn rồi, mặt trời này, lặn như núi rồi, đúng là mai đẹp lắm. Mà mình đến đây mình cứ nghĩ giống như là ai tạo hóa người ta xây dựng đúng không? Từng khối mà xếp cho mình không hiểu luôn á, đúng là tạo hóa mới có như vậy được. Đọc thật, có một ngư ông đang ngồi câu. Đẹp quá. Nó xếp từng khối đẹp nha. Không hiểu được luôn, đúng là tạo hóa. Nè. Quá đẹp luôn. Xếp như cái bậc thang hay thiệt á chứ. Không hiểu được, đúng là. Cái nãy mình nghĩ là do nước biển ở đây nó đánh cái kiểu làm sao á, mà nó bào mòn rất là đều. Trời ơi, đẹp thật. Cực kỳ đẹp. Cái câu không biết được con nào chưa không biết? Mới cá đó. Ủa có rồi hả? Hai à? Ở mấy cái gành đá là chắc cá nhiều. Nó chết từ thẳng hàng luôn á, đọc thật. Không hiểu. Chiều nó phả cho cái mặt đá bên kia nó vàng rực, đẹp quá. Đó, nó quay cái mặt kia. Cái sườn núi á. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Thấy khác rồi, thử nè, nó như từng viên mà nó xếp lại đó, không hiểu được. À, như từng viên nó xếp vào đấy, lạ thiệt. Giờ buổi chiều rồi, cảnh rất là đẹp, hoàng hôn đã xuống, nó phả vào một bên của mặt đá vàng rực, đẹp lắm. Wow, quá đẹp luôn. Đúng, thực sự mình đến đây rồi mình nghĩ đây là một cái kiệt tác của thiên nhiên, của tạo hóa thôi. Không thể lý giải như thế nào. Thường thì mình nói nếu mà do sóng đánh đó, thì nó nhiều hình thù. Chứ sao cái này nó có một kiểu giống như nhau đó, mọi người nhìn xuống dưới rồi. Từng khối đá hình lục giác, ngũ giác. Nó xếp gần như rất là đều đặn, như có bàn tay con người tác động vào. Hai, không hiểu. Đúng là tạo hóa.
thẳng tắp với một cái trụ hình ngũ giác hoặc là lục giác kìa. Đây mới minh chứng nè, ở đây người ta lấy cái khối đá người ta cán trên mặt một cái lớp gì đây. Rồi, nó thành cái ghế ngồi luôn nè, đẹp không? Đấy, đó, mình nghĩ là mấy cái đá mà lấy ở trên trên chỗ hồi nãy đó. Có hòn hòn đảo nhỏ nhỏ này. Người xưa người ta xếp lên đó. Phải không? Đây có dán vẽ tự nhiên với xếp đâu mà. Thì thấy từng khối đúng á, mà đâu có dán với nhau bằng cái gì đâu. À, cũng cũng có thể nó xếp á. Ở đây thấy cái kiểu giống như là phải có bàn tay con người nhỉ, giống như từng khối xếp vào. Có khi nào người thời xưa người Chăm Pa người ta xếp không? Thôi câu hỏi này lớn quá, dành cho các nhà khảo cổ học, các nhà lịch sử, các nhà sử gia trả lời. Mình này bó tay, thấy đẹp đến đây chụp hình quay phim thôi, chia sẻ với mọi người xem. Đây nè, chỗ này là minh chứng mình thấy nó có tác động của con người thì phải. Như từng khối đá già nha, người ta đẽo lại xong là người ta chồng lên nó mới có cái kiểu như thế này. Đây nè, xếp từng mảng mảng ha nha. Đúng á, khả năng là người ta chồng lại. Chứ như những chỗ kia không có thì nó bình thường kìa, đúng không? Còn như những đó, như đằng kia kìa, đằng kia có một cái ụ nhỏ nhỏ đó. Để mình làm mình quay. Đúng đó, bị sạc lỡ. Mình nghĩ rất có khả năng là ngày xưa chỗ này là một cái địa điểm về tôn giáo, cho nên về mê tín tín ngưỡng gì đó, người ta mới đem đá người ta chắc lên để vì một cái ý nghĩa nào đó, mình không hiểu. Chắc không thể được. Còn bình thường mà nếu mà sóng biển mà nó đánh này nọ thì những cục đá giống như thế này đó, ở đây cũng có những loại đá như thế này, chứ không thể mà nó sắp theo từng viên như thế này được. Nếu mà đá biển thì nó giống như vậy nè, nó giống như cái cục, nó nhiều hình thù khác nhau mà đó. Còn ở đây nè, nó gần như là nó xếp vào đó, chồng vào từng khối. Nhưng mà hồi xưa kỹ thuật không có siêu cho nên người ta không có đẽo, không có khuôn cho nên nó không có giống nhau. Đó. Nhưng mà đa số là hình, gần như là hình lục giác, ngũ giác, đại loại là như vậy. Dạng khối. Đúng rồi. Hoặc là như bên Angkor Wat đó, toàn là đá không, nó đẽo mang về. Cho nên mình nghĩ cái này khả năng là bàn tay con người chứ không thể tự nhiên được. Đó. Mà từng khối mọi người thấy không, nó có cái ranh giữa từng khối với nhau, mà đá là đá đen, loại đá đen. Còn nếu mà đá ngoài biển đây nè, đây qua bên này là khúc đá biển nè, thì mọi người thấy không, nó màu trắng và nó hình thù, nó rất là nhiều hình thù đó. Bên kia cũng vậy, từ đây đổ qua đó, cho nên mình xác định khả năng rất cao là do con người chứ không phải tạo hóa đâu. Có thể là hồi xưa người ta xếp đá như vậy để mà chống sạt lở ở gì đó, bởi vì ở đây là có một cái ngôi đền hay một cái gì đó mà thờ cúng mà nó thuộc dạng tâm linh, cho nên người ta bỏ công ra người ta làm như vậy đó. Nó gần như nó chỉ có một cái ụ từ đây lại đó thôi, đó là nó xếp vậy đó. Nó chống sạt lở, sao ta nghĩ đó, thấy không, từng cá một cái nó đóng xuống chống sạt lở thì có, không phải mỏ đá đâu.
không thể tự nhiên được. Nó kỳ lắm, ngộ lắm. Rồi, ở đây anh em đã thăm viếng xong rồi. Khu này khuôn viên rộng lắm mà giờ dịch cả năm nay rồi, đóng cửa ảm đạm, bàn ghế lên móc hết rồi. Cục đá này là lấy ở dưới kia về đó nè, bảo đảm luôn đây nè, hình ngũ giác, lục giác đó. Đó. Nhưng mà đa số là giờ thường là hình ngũ giác đó. Thì mình nghĩ là phải có bàn tay con người đó. Người ta lấy trang trí ở trên cái khu du lịch đây. Thì ở đây ngoài cái chuyện cảnh quan là những cái hòn đá nó kỳ lạ như vậy đó, nó xếp lại với nhau, thì hình như nơi đây cũng là một cái địa điểm về di tích lịch sử. Hồi nãy mình mới quay qua cái phòng trưng bày ở trong đó, đó mọi người thấy đó, ngày xưa trong chiến tranh này nơi đây cũng là một cái địa điểm mà chắc cũng ghi nhiều dấu ấn, nhiều chiến công. Em quay xa xa em thấy anh đánh đàn, em đừng quay mặt anh nè. Nó chẳng biết anh đang làm gì. Đây nha. Rồi, chơi bài gì nha. Tay du ký đi. Tay du ký dính bản quyền không nổi. Ở phía trước cổng mình vào đây là lấy mấy, thấy mấy cái trụ đá người ta làm biểu trưng nữa, tượng trưng cho cái khu du lịch. Người ta xếp vô cũng giống y chang vậy thôi. Có khi thời xưa người ta cũng vậy thôi, xếp vào y chả khác. Cũng hình ngũ giác, lục giác, những cái trụ đá xếp vào với nhau. Đẹp nha. Giờ anh em từ đây chạy về mất bao nhiêu cây ta? Chắc cũng phải về tới nhà mình 70 cây không? Bây giờ anh em trên đường về kết thúc chuyến thăm viếng ở gành đá đĩa. Kế hoạch tối nay là nhậu thôi. Giờ anh em tối rồi, thì 6:30 rồi, tấp vào chỗ thành phố Tuy Hòa đi ăn bánh canh gà đúng không? Ngon bổ rẻ. Không biết giờ còn bán không hay là dịch đóng cửa rồi nè. Chỗ này mình hay đi. Thì giờ đến. Giờ anh em đi qua bên kia ăn bánh canh hẹ ở thành phố Tuy Hòa. Đây cũng đặc sản, rẻ lắm, rất rẻ luôn. Mình hay đi rồi hay ăn ở đây. Đông ghê nha. Cơ bản là ngon hay không nhá. Nấu nước ngon nha. Em ăn đây lần nào chưa? Chưa đúng không? Ăn thử đi, đây ngon, nấu ngon. Đây mình ăn nhiều lần rồi, mình đi đây ghé ăn nhiều lần ngon. Tô này ăn nhiêu ta? Đúng. Xưa bán 12.000. 12.000 à? Ở đông ghê lắm. Mà không biết bây giờ vật giá này có thay đổi không đó. Nấu cái nước ngon. À, dạ. Đói bụng, làm cái đã. Ngon quá. Ở đây nó bánh canh nhưng mà nó không giống bánh canh đồng mình. Cái con nó như con bún mà nó không phải con bún mà nó trơn trơn, dẻo dẻo.
nhưng mà nấu cái nước rất là ngon. Ừ, rất là đặc trưng ở đây á, chứ không phải bánh canh như kiểu trong mình. Cái này dân du lịch không biết đâu, không ai biết. Đi nhiều mới biết chứ còn chỗ này ít ai biết. Ở bên hông của chợ Tuy Hòa đây, đường Trần Hưng Đạo. À, miếng chả cá tươi ngon. Ngon quá, mình mới làm tô sạch rồi, giờ chơi tô nữa. Quá ngon luôn. Giá thì lên giá rồi, hồi xưa có 12.000, giờ lên 20 rồi. Ngon quá, mình chơi hai tô luôn, sạch luôn, hai tô 40.000. Tuấn cũng chơi hai tô luôn. Đã. Lĩnh Vân luôn ăn ít quá, phần có là tô. Thôi qua đây ăn nữa. Ở đây bán bánh cuốn. Thôi thằng bên kia chuyển qua đây ăn tiếp. Thử thử ngon không? Ngon không? Bánh no quá, ăn không nổi nữa. Mấy anh em nó ăn tiếp bánh cuốn. Làm thử cuốn này coi nó làm sao. Còn dây thun à? Hay là dây gì mà? À, ăn bình thường như vậy. Thử phát ra. Dây hớt rồi anh, bỏ hớt rồi anh. À, cuốn gà đắt hơn bánh canh gà. Ừ. Bao nhiêu? Dạ, 6 cuốn mà 6, 15 ngàn một cuốn. Còn tô bánh canh hạ thì 20 ngàn. Ừ, cũng ngon á. Mà no quá, sáng ăn thử. Chưa ăn chỗ này. Chấm nó làm ngon á. Ừ, chấm. Em mới vừa ăn tối đặc sản ở Tuy Hòa, thành phố Tuy Hòa xong. Bây giờ lên đường về lại. Về lại chỗ nhà luôn. Anh em ở đây qua đèo Cả là tới. Anh em chuẩn bị chui hầm đèo Cả. Này đi bao nhiêu phút ta? Thấy cũng ngắn mà đúng không? Em đi 5 phút này. Ừ. Chạy bằng tốc bao nhiêu? 60 cây số đúng không? Ngắn hơn đi phải bao nhiêu? Ngắn hơn. Ngắn hơn hả Vân? À. Hải Vân tới 10 phút nữa. Trong mấy có mấy cửa thoại thang máy á, để leo thoát lên. Hiểm đi lên leo lên á. Là cũng là lối thoát hiểm luôn đó. Leo lên trên trên cái vách núi ở trên á. Là lối thoát hiểm luôn. Ờ. Nhưng một đoạn nó có một phút 24 giây rồi nè. Mình bắt đầu là mình quay từ lúc vô miệng hầm nha. Để coi thử chạy hết, chạy với vận tốc 60 km/h. Coi thử bao lâu. Phi lý nè. Cấm chụp hình, làm gì đâu mà cấm chụp hình. Trong này thì xe nào cũng đâu có dừng lại được, thì người ta đi trên xe, người ta chụp cái gì lắm, người ta quay thì xe cũng có camera hành trình thôi. Phi lý chụp hình mà đây đâu phải cái công trình quốc phòng hay gì đâu mà lại chụp hình tự sướng đó. Đâu phải, thì nó phải có bản cấm dừng chứ, làm sao mất chuyện cái biểu tượng cấm gạch chéo cái camera là cấm chụp hình quay phim đó. Cái này cũng đâu phải công trình an ninh quốc phòng gì đâu. Sao có cái camera
mở đường người ta đi trong xe camera hành trình đầy đó rồi sao? Nó bắt buộc chạy gắn camera. Chuyện phi lý thiệt. Ủa lâu quá luôn, mấy phút á? 2 phút. Là gần 4 phút rồi. Đúng rồi, gần 4 phút rồi đây. Giờ mới hết nè. Không? Ủa chưa luôn hả? Đây nè, biểu tượng cấm chụp hình nè. Đó. Phi lý. Xe người ta có camera đầy. Hơn 4 phút đó nha em. Rồi, chiều dài này là mình chạy thử là hơn 4 phút á. Với vận tốc 60 km/h như cho phép. Hết đường hầm. Rồi bây giờ mình chuẩn bị vào hầm Cổ Mã. Thì cái khu vực này có hai cái hầm, hầm Đèo Cá và hầm Cổ Mã. Phí vào là bao nhiêu nhỉ? 90.000 đúng không? 90.000. Hầm này thì ngắn thôi. Có 1 tí hả? Xuyên qua có quả đồi nhỏ nhỏ này thôi. Hết rồi đó, phía trước. Hôm nay đi chưa tới 1 phút nữa. Như vậy là tổng hai hầm là khoảng cỡ, cho là khoảng cỡ 5 phút. Hơn 5 phút tí. Tổng thiệt hại là 90.000. Suối giờ đó chắc. Chỗ này ngon á, ở chỗ này lý tưởng á. Ra đảo này nó có một cái cánh rừng ở ngoài đảo mà thì thường là đảo đảo rừng mà cái này á, là không có khách du lịch liếc gì đâu. Rồi thôi anh em có bữa cơm tối trên đảo Hoàng này. Robinson mấy Robinson trên đảo Hoàng.